Ôi nhưng mà nó sắp sủi rồi. Sủi rồi. Ui. Ui. Sủi rồi thôi đấy. Được chưa? Hello. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với mọi người thấy suối ở chỗ mình anh em mình mát không? Được không? Hơi không? Ui, hơi mát. Hơi bị Dubai đấy. Siêu Dubai luôn. À, hôm nay anh em mình được tặng ấy mâm hải sản. Đó, là rết biển. À đây là con bề bề. Con rết biển này mọi người. Cảm ơn bạn mọi Thanh Trần ở Hải Dương đã gửi tặng anh em mình bề bề này nhá. Và hôm nay anh em mình sẽ có một này. Cảm ơn chết đâu mọi người. Thử thách ăn uống. Đấy. Bây giờ tao với mày chơi. Chơi gì? À, là thế này nhá. Này, riêng cái quả ăn uống thì anh không được tuổi. Giờ thi. Đi đâu? Thi ăn uống. Ok. Bây giờ là thằng nào bây giờ đánh tính số con nhá, thằng nào ăn được nhiều con hơn là sẽ thắng. Thắng được gì? À, thắng không được gì nhưng mà thua mất gì? Mất gì? Thua sẽ phải chịu một hình phạt khá là khắc nghiệt, tí nữa sẽ biết. Chơi không? Dám chơi không? Cho người kia bảo cái gì? Ờ. Tức là okay. Mày thua thì tao sẽ bắt mày làm một cái này. Ờ. Tao thua thì mày thích làm cái gì thì làm. Thế anh tuổi gì? Ờ. Đây, giới thiệu mọi người luôn. Đây là con bê bê. Bê bê. Nào, từ từ. Bây giờ thế này nhá. Bê bê. Từ từ, chưa được đấy, bây giờ chia mô. Hai con chia mổ. Ui, con này nhão quá, cho cá. Đấy, thôi kể đó. Đấy, mày chọn đi, mày chọn đi. Đấy. Mỗi thằng chụp con ra trước kìa. Bỏng hết. Vẫn tươi, tưởng là đấy. Tươi à, tươi à. 2, 4, 5. Em được mấy con rồi? 6 5 7 ai bỏng lên 6 8 con này to 9 em chọn con to 7 nóng thế 10 8 mình xếp hàng tử tế 11 9. Đầu ra đầu đít ra đít mười hai mười hai mỗi thằng 15 con đi 11 ôi đấy cho mày anh ấy 12 12 13 13 14 14 rồi 15 đấy 15 anh đếm đem đủ với em chưa rồi ok đây lại cho nó ấy trời ăn hết rồi chuẩn bị cuộc chiến sẽ bắt đầu đấy 3 4 5 6 à 7 8 9 10 11 12 13 14 15 đủ chưa đủ ok ok bây giờ là thế này. Nào? Tính giờ không nhỉ? Mà không tính giờ. Không tính giờ. Ok hết. À, chuẩn bị bắt đầu nhá. À, thế thì sao giờ lại có một cái kéo? Bây giờ tính thế nào? Thì cắt nhanh mà, cho em cắt trước. Chấp mày kéo, tao ăn tay. Ok. À, chuẩn bị bắt đầu nhá. Rồi. 1, 2, 3. Ừ. Ừ. Ăn cái này phải cắt rất nhiều mọi người ạ. Xong bóc nó ra. Ngon lắm. Mà thấy mọi người thấy ăn uống thế này nó phê không? Hấp dẫn. Ngọt lắm. Ngọt. Ngày em... nào ngày nào anh em mình mà cũng được tặng như thế này tốt nhỉ? Em bóc thì thôi rồi đấy. Thôi nhỉ. Một em con này khá là khoai cái tại vì nó gai góc lắm nó gai ăn một con khó lắm mọi người ạ
Ở đây tuy view nó đẹp nhưng mà nó sẽ hơi ồn. Mọi người hết sức thông cảm. Ngọt nhở. Ngọt kinh khủng luôn, như ăn mì chính ấy mọi người ạ. Ăn con to này trước. Ngọt lắm. Anh ăn phải ăn hết đầu hết càng nhá. Ờ. Nó bóc sạch luôn đây này. Không được lãng phí thức ăn. Nó được rất là ít thịt nhưng mà ngọt. À, sạch nhá. Ok. Ngọt kinh điển. Trời ơi. Trời ơi. Càng nó này. Bóp phát phụt thịt. Đấy. Đấy. Ừ. Béo lắm. Ừ. Thôi nhỉ. Con này khó bóc nhỉ. Đây, ăn ở đây rửa tay được luôn. Sướng. Ăn ở trên rửa tay ở dưới. Đây, ăn mấy con rồi. Không cần biết, đi hết trước là sẽ... Em là con thứ ba nhá. Hết trước thì sẽ biết ngay. Ngọt lắm. Con này. Con này bóc cẩn thận, ăn nó mới phê. Này bóc phải cẩn thận chứ không rách tay như chơi. Chả rách à, nó sắc lắm. Những con gì ngon thì thường hay nó khó ăn, gai góc, khó ăn. Con gái đẹp cũng thế. Sao lại con gái đẹp gì? Đấy. Anh tào lao đang ăn cái này đang lại đang ăn cái đẹp. Ăn thịt người. Làm gì ăn được? Mày chưa đủ tuổi ăn. Ui, 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 quá ngon, xin phép anh nhá. Tao cũng có, mày tưởng mày tưởng mình mày ôi. Ngọt. Các con nó có trứng ấy mọi người ạ. Ăn nó béo lắm. Ui, hôm nay á tôm cá được nhờ. Nó được nhờ ăn cái vỏ ấy. Ăn phần sốn. Sốn. Đãi đãi tôm cá cua đồng. Đây là nuôi cho lớn để thịt ấy. Đấy. Cá lạ đồng mình mà to lên á, mình đánh một mẻ lưới hết sạch. Ăn xuống. Đá. Đá như kiểu ăn bề bề này nhỉ. Con này là con bề bề này. Người ta còn gọi là con tôm mít. Tôm mít là tôm tích. Tôm mít. Tôm tích. Tôm tích là tôm gì? Đấy. Tôm tích á. Ăn trong con thứ tư. Rồi. Ăn nhanh thế. Ăn nhìn ra phải tốc độ lên. Vừa đầu là bẻ càng. Nhằn hết. Bẻ càng. Nhằn hết. Lột vỏ đầu. Chắn. Mút. Bắt đầu cắt. Ôi, anh ăn kém. Trình độ ăn của anh quá kém. Không biết ăn, không biết thưởng thức gì cả. Thức của mày nhanh đấy nhỉ. Đây này. Lót ra. Mọi người xem mau đi ăn. Thưởng thức thử một con nhé. Chấp mình phải chấp nó ăn trước một con để
xem cho mọi người xem cận lốt vỏ à. Ui xồi này. Ôi con này nó đang ăn cước nhá, nó dính lưới nó ăn cước luôn. Không, đấy là kia, đấy là anh... lưới nó mắc. Ờ anh về đói đấy, anh về để ý rồi đấy. Đâu xem nào, mày dơ con tôm tích cho mọi người xem đấy. Ê, nhìn con này thịt nó này, con này là lột vỏ lưng rồi đấy. Mày lột con... mày lột được nguyên cái phần thịt cho mọi người xem. Con đang cổ bóp này. Mọi người thấy ăn ở đây phê không? Đấy, đấy đồng mình đây. Đây này. Tí nữa cho mọi người xem. Lột được không? Biết lột không? Lột được. Chuyên gia ăn lại còn bảo không biết lột. Ủa mày lột, mày lột hỏng hết cả. Con này luộc quá, luộc chín quá. Ủa lột nè. Ấy, từ. Ăn nhanh không? Ngon. Đấy, chấm tương ớt thôi mọi người. Này. Đây, đồng mình đây cho mọi người xem. Suối đó. Bẻ con. Phê không? Đấy. Ôi, tắt bếp rồi. Ừ, ngon quá. Anh để thực hiện nốt thử thách. Mày ăn nhanh thế. Ăn nhanh à? Cái này anh Ngọc em này. Lột vỏ thần sầu. Đấy, con nào cũng có cước luôn. Tới đoạn mồm nó ấy. Mắc lưới, người ta mắc đánh lưới, người ta đánh lưới được. Xong nó ăn luôn cước, nó cắn cước để nó trốn. Không trốn thoát. Nhưng mà không thể trốn thoát được. Tôm tích mà đòi chạy thoát khỏi ngư dân mà mấy. Người ta gọi là không đủ tuổi. Ơi, bóc phải thế đây. Phải thế này. Ăn ngập mồm. Ngập mồm. Ủa, ăn thế vẫn chưa sướng, ăn thế này sướng hơn này. Đó. Tí nữa bóc hết ra đây, tí nữa bóc hết xong rồi mới mới ổn á. Em thử một phát ngon. Ba bốn con một lúc đấy ngon kinh điểm thì nó mới phê. Hôm nay anh làm thử thách ăn tôm mùm đi. Thế tiền. Hôm nay là có bạn ở dưới Hải Dương bạn tặng. Ơ mà Hải Dương có biển đâu mà lại tặng tôm tích được nhỉ? Không biết. Bạn đấy tên gì? Thành Trần. Bạn là nickname Facebook là Thành Trần. Số điện thoại? Không, đọc số điện thoại. 012 gì ấy? 0972 34 chai 78 chén. Chụp. Một pha thực hiện nghiêng chén của ma đệ đệ. Đó chính là để cả ria dưới và lồng nhận ra. Bóc con này khá là mất thời gian. Không có gì. Khoan giả. Ngọt nhỉ, cháu về ngậy luôn anh ạ. Ngọt lắm. Ai? Em thử bóc không bằng tay. Bàn tay vàng à? Bàn tay vàng trong làng bóc gì? Tao bóc gì nhỉ? Bóc tích. Bóc tích. Bàn tay vàng trong làng bóc tích. Bố láo mất dạy. Lại có cước này. Đây. Đây còn có cả tóc này. Tóc cơ. Đấy. Cước. Ở biển này mình có tóc. Còn đâu là xử
được cất. Quất được hết. Wow. Đây, sau đây là bạn thực hiện bốn con tôm liền lúc à? Chú ăn phồng mồm. Tôi thử cắn miếng. Thế này mới là ăn được bóc ra bán. Đã gì? Đã phết. Thế nó mới chất. Ngọt quá. Đây này, mọi người nhìn này. Ngon chưa? Đây là khu suối anh em mình hay tắm và tắm. Rất là ngọt. Kinh điển. Ngọt nha anh nhỉ. Ăn ngon. Nhưng mà cái con này khá là khó bóc, nhìn nó gai này. Bóc sứt tay đấy. Sứt tay đấy. Nhưng mà phải biết thưởng thức. Con gì xấu xấu nhưng mà nó lại ngon thì hơi khó nhai. Thịt nó đầy trong người nhưng mà nó rất là gai. Hay ăn kém thế. Hay. Mày ăn nhanh đấy. Thế là tranh thủ mà ăn chứ. Ai ngồi lại cái biển mãi như anh. Tao nghe thì cái gì đấy sai sai đấy nhá. Sai gì? 2, 4, 6, 8, 9. Anh cứ mãi ăn đấy. 9 à, con. Mày nói chuyện đấy em chả ăn nữa nè. 9 con mà tao nhớ lúc nãy tao phải ăn được 6 con, 5, 6 con rồi, 7 con rồi. Tào lao. Có mà ăn đi ăn lại mãi một con. Kiểu lúc nãy tao đã gom một phát 4 con, 3 con rồi. Thế rồi, ăn nhanh không thua nó mất. Kết cục buồn của một cuộc tình là chết dở. Ăn tốc độ. Tốc độ. Tốc độ bàn thờ. Có được nhai cả con không nhỉ? Có. Nhai thì với mồm. Nhai là con này mà thò mồm nó rách mồm luôn. Mất ngậy, mất ngậy. Kinh điển. Thế thôi ơi, không ổn đâu, không ổn đâu. Ây. Hơi căng. Anh dễ rồi mà. Ôi. Em còn một con rưỡi nữa. Ê. Là hoàn thành nhiệm vụ. La 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 la. La 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 la. Chết dở rồi. Thua rồi. Trình độ em ăn của em là gió. Này, ăn cẩn thận nhá. Không được bỏ. Mày bỏ. Bỏ gì? Tao thấy bỏ, tao xử thua luôn đấy. Bỏ anh ấy. Anh mới cái đầu còn... vẫn phải ăn đấy nhá. Đầu nó có cưa. Đầu thì bỏ cái vỏ nó thôi. Mày từ lúc mày chơi bẩn nhì lắm. Ôi trời. Anh ăn lề mề đấy nhỉ. Đúng là như con bề bề. Lề má lề mề. Không ổn, không ổn. Lâu quá nhỉ. Cơ bản là nó có kéo nó ăn nhanh hơn. Này. Không cấm được ăn bẩn đâu nhá. Đây. Bây giờ này em bóp nhẹ ra. Em bóp. Đổi ra hẳn một con to. Hẳn một nguyên một con dài. Này. Cho nửa con. Này. Không kịp rồi. Nửa con nữa. Anh có xin bê chưa? Bê mất 50 không? Được. Không. Thua mất 50. Thua mất 50 lẫn đấy. Lẫn gì? Lẫn vẻ cho điều kiện với em. Không. Bỏ cái điều kiện đi mày. Không. Ý, thế em chỉ cần 5 điều kiện thôi. Nhớ đâu mày. Hôm nay mình quyết định xử
điện ma đại ca. Nhưng mà không được. Tại vì ma đại ca suốt ngày trêu mình. Ôi báo ứng báo ứng. Nhưng mà không được chơi trò bẩn đâu nhá. Ví dụ như cởi chuồng chạy quanh làng là không chơi đâu. Đã vội rồi ăn dính con đấy. Này chơi bẩn à? Đấy là cái rít dưới. Ai? Sao? Bé đứng dậy. Thua rồi. Đứng dậy. Đứng dậy làm gì? Làm theo hình phạt của em. Phạt gì? Làm luôn á. Phạt gì? Ăn nó đã. Đang ngon. Cứ đang đây thì biết.